Cho nên tôi xin các anh chị lưu ý để cho nó rõ ràng. Có gì thắc mắc thì xin hỏi. Rồi, trước khi đi vào bài, bây giờ tôi ôn lại chút xíu để cho các anh chị nắm. Tôi vẽ trong này là cái bảng tử vi thì gồm có 6 khung. 6 khung đó tác dụng như thế nào? Thì lần lượt chúng ta sẽ nói tới. Bây giờ tôi sẽ ôn lại cho các bác anh chị thấy. Chúng ta học kinh âm. Có mấy kinh âm nào? Ba kinh âm được chia ra làm đôi là 6 kinh. Là 6 kinh, đúng không? 6 kinh. Mỗi một kinh như vậy chúng ta, tức là 6 kinh âm nhá. 6 kinh âm. Mỗi một kinh như vậy chúng ta học bao nhiêu huyệt? Kinh âm thì 6, 5, 6, 7 huyệt. 7 huyệt. Trừ lạc hết ra còn 5. Còn 5. Nha. 5 huyệt đó tức là tĩnh, vinh, du, kinh, hợp. Nó có hành của nó đúng không? Đúng. Rồi. Như vậy chúng ta có 5 huyệt chính. Phải không ạ? Chúng ta lấy chính huyệt đi. Không có lấy lạc hết. Bởi vì lạc hết nó thuộc về không có hành, tại nên chúng ta loại bỏ. Nhớ được đó. Năm huyệt chính của 6 kinh âm như vậy nó là bao nhiêu huyệt? 30 huyệt. Phải không ạ? Rồi. Trong kinh dương chúng ta có mấy kinh dương? 6 kinh dương đúng không? Đúng không? 6 kinh âm, 6 kinh dương. 6 kinh dương chúng ta học bao nhiêu huyệt trong đó? 6 huyệt. 6 huyệt chính là khi chúng ta không tính vô. Như vậy nó sẽ nhân cho 6 huyệt tính vinh du nguyên kinh hợp là bao nhiêu huyệt? 36 huyệt. 30 huyệt ở của kinh âm, 36 huyệt của kinh dương là bao nhiêu huyệt? 66 huyệt. Mà bây giờ trong cái bảng này chúng ta mỗi một ô như vậy nó sẽ nằm một huyệt. Có bao nhiêu ô đây? 6. Bao nhiêu? 72. 72 huyệt đúng không? Đúng chưa? Rồi. Bây giờ sắp xếp như thế nào mà 66 huyệt này nó nằm đầy đủ ở trong đó luôn? Nha, bây giờ chúng ta xem. Bây giờ chúng ta xem. Cái bảng này là bảng tử vi phải không ạ? Dạ. Rồi. Người xưa người ta để lại cho chúng ta cái gì? Người xưa người ta để lại cho chúng ta là thập thiên can và thập nhị địa chi. Thập thiên can nhé, tôi ghi ở đây này. Thập thiên can và thập nhị địa chi. Thập thiên can thì gồm có cái gì? Giáp. Giáp. Ất, Bính, Tinh đúng không? Giáp. Ất, Bính, Tinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm và Quý. Nó có 10 tên: Giáp, Ất, Bính, Tinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Quý vị học thuộc nha. Nếu như học thuộc xuôi có thể học thuộc ngược: Quý, Nhâm, Tân, Canh, Kỷ, Mậu, Tinh, Bính, Ất, Giáp, vân vân. Tại sao có 10? Thập thiên can tại sao có 10? Tại sao có 10 các anh chị? Nó như thế này, chúng ta sẽ thấy nó có 10 cái này. Là trong cái tiên thiên bát quái của người xưa để lại cho chúng ta thì người ta nói như là thiên nhất sanh thủy, địa lục thành chi,
tức là có hai số rồi các bạn. Rồi địa nhị sanh hỏa, thiên thất thành chi, tức là thêm hai số nữa. Rồi thiên tam sinh mộc, địa bát thành chi, tức là thêm hai số nữa. Rồi địa tứ sanh kim, thiên cửu thành chi, tức là thêm hai số nữa là tám. Rồi thiên thiên ngũ sanh thổ, rồi địa lục thành địa lục địa thổ thành chi, tức là có 10 số tất cả, dựa trên tiên thiên bát quái mà người ta có được 10 số. Thì trong 10 số này người ta đặt tên là giáp bát bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Còn thập nhị địa chi, chúng ta thấy thiên nó có 10, địa có 12. 12 đó là gì? Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi. Chúng ta có 12 con giáp, tức là 12 tên Tý Sửu Dần Mão. Tại làm sao địa nó có 12? Thì người xưa người ta tính như thế này, là lấy trái đất làm chuẩn, thì mặt trời xoay xung quanh quả đất á, thì nó xoay đủ một vòng, tức là xuân hạ thu đông đó, đầy đủ 4 mùa rồi nó trở lại xuân hạ thu đông, thì như vậy là một năm. Rồi người ta lại tính theo cái mặt trăng, mặt trăng xoay xung quanh quả đất từ cái ngày trăng tròn hôm nay cho đến ngày trăng tròn kỳ tới là đúng một tháng đó. Thì người ta so sánh giữa một tháng và một năm, như vậy nó được 12 tháng. Thì 12 tháng đó là thuộc về địa chi, thì người ta đặt tên của nó là Tý Sửu Dần Mão, vân vân. Thì dùng cái này người ta làm lịch, dùng thiên can về địa chi người ta làm lịch. Như vậy người ta tính như thế này: khởi đầu giáp đi với Tý, ất đi với Sửu, tức là giáp Tý ất Sửu nha. Cái này thuộc dương giáp, dương bính dương, mậu dương, canh dương, nhâm dương, rồi ất âm, đinh âm, kỷ âm, tân âm và quý âm. Tý thuộc dương, dần thuộc dương, thìn thuộc dương, ngọ thuộc dương, tức là dương đi với dương. Thì như vậy chúng ta thấy là giáp Tý nó đi trước nha. Chúng ta bắt đầu tính nè, ở đây nha, giáp Tý nè, giáp Tý rồi tới cái gì? Đến ất. Ất Sửu. Ất Sửu. Nha, Tý Sửu Dần. Như vậy là ất là tới gì? Tới bính. Đúng không ạ? Dạ. Yeah. Mão. Ở đây tôi ghi đây thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Nha, chúng ta xem nè, giáp nè, ất nè, bính nè, đinh nè, mậu nè, kỷ nè, canh nè, tân nè, nhâm nè, quý. Đến đây nha, quý vị khoan chép nè, quý vị xem chỗ này nè, quý vị xem nè, cái vòng của 12 con giáp nó đi nè: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi, đúng không nè? Cái vòng của thập thiên can nó đi nè: giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Đến đây thì nó làm sao? Thì nó sao? Đến quý rồi tới gì? Trở lại giáp. Đến quý trở lại con giáp. Thì cái giáp đó nó là cái gì? Giáp gì? Giáp Tuất. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà nó không có, con giáp Tuất nó không có nằm ở đây. Nó nằm chỗ nào? Nó nằm ở cung khác. Nhớ nha. Hiểu không? Bây giờ qua cái cung khác thì giáp của nó nằm đây.
cung tốt nè, đưa xuống này. Nên là cũng nằm đúng vị trí. Cũng nằm đúng vị trí, nhưng mà nó không nằm trong cái cung này, mà nó nằm cung cung khác. Nó qua một cái cung khác, nó qua một cái chu kỳ khác. Cái chu kỳ này, cái chu kỳ của giáp tý này đó, cái chu kỳ của giáp tý nó đến cái anh quý dậu là hết. Nó chuyển qua một cái chu kỳ khác là của giáp tốt. Thì nó chuyển qua cái cũng là cung tốt, nhưng mà cái giáp của nó giáp tốt. Hiểu chỗ này không? Hiểu nha. Như vậy tôi bôi chỗ này đi để cho quý vị không có lầm. Thì đây cũng là tốt, đây cũng là hợp. Nhưng mà hai cái này trống. Thì cái giáp tốt nó chạy qua một cái cung khác. Chẳng lẽ bây giờ để một cái cung, cũng để một cái khung này, một cái giáp tốt rồi nó lại lẫn lộn, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta tiếp nè. Tốt rồi, thấy hợi. Tí. Sửu. Dần. Mão. Thìn. Tỵ. Ngọ. Mùi. Thân. Dậu. Chúng ta xem nè. Giáp là cái gì? Ất phải không? Bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm. Quý. Đó, đến cho anh quý mùi nè. Đến anh quý mùi nè. Thì tới cái anh gì? Giáp thân phải không ạ? Thì giáp thân nó qua một cung khác nha. Nó chuyển qua một cái giáp khác. Như vậy là tôi đưa cái anh giáp thân như này đúng không? Được chưa? Bên này nó là giáp thân. Vậy tôi bôi cái thân và cái dậu vào đây đi. Rồi chúng ta tiếp tục này. Thân, dậu, tốt. Rồi tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi. Chúng ta xem này, cái vòng của giáp thân nó bắt đầu tới là giáp ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Đến cái anh quý tỵ này á, thì nó chuyển qua cái anh giáp gì? Giáp ngọ. Đúng chưa? Thì cái anh giáp ngọ của nó sẽ qua một cái cung khác. Như vậy ở đây nó sẽ là giáp ngọ. Tôi bôi cái anh ngọ đi nha. Ngọ mùi ở đây nó trống. Rồi chúng ta tiếp theo ngọ mùi. Thân, dậu, tốt, rồi, tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ. Chúng ta thấy ba cái khung của giáp ngọ thì giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Đến cái anh quý mão thì nó chuyển qua cái chu kỳ của cái anh giáp gì? Giáp thìn. Như vậy là giáp thìn nó sẽ nằm ở đây. Tôi bôi cái anh thìn thì ở đây đi. Chúng ta chuyển lên trên này. Rồi chúng ta đi tiếp. Thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tốt, thời, tí, sửu, dần, mão. Giáp thìn rồi tới ất tỵ, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Chúng ta thấy đến anh quý sửu này thì nó chuyển qua cái anh giáp dần.
thì giáp dần tôi đưa xuống như này, đúng không ạ? Như vậy ở đây nó sẽ là giáp dần. Tôi bôi ngay dần mão ở đây đi. Dần mão hình bình đỏ phùn thân dầu phúc hợi tí. Chúng ta có anh giáp dần đây thì ất 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 mão bình bình chúng ta thấy cái anh quý hợi nằm ở đây thì chuyển qua bên đây là giáp tý và ất sửu, nó nằm ngay cái cung đầu. Như vậy tôi bôi anh này đi. Tại sao nghe cái cung đầu tiên á? Mình viết là giáp tý nó nằm ngay có chỗ đó. Không đẩy nó chạy không chỗ khác. Ok, lát nữa tôi xì hết. Quý vị chép vô nha, chép vô đi rồi chép xong rồi chúng ta bắt đầu đi tiếp. Không chị vẽ hay đi nhát với chị, có người ba tờ với chị, nhưng mà chị vẽ gì khác. Không, thì chị phải vẽ liền đi. Vẽ liền đi rồi lát tôi đưa các huyện nó vào. Dạ vâng, dạ. À, để tôi hỏi. Anh có thêm mấy bản copy không? Chị cần có bài rồi chưa? Được rồi, chị khỏi vẽ, không thêm nữa chứ. Quý vị nào cần thêm? Rồi bây giờ tôi bôi cái này nha. Rồi, bây giờ cái câu hỏi của chị vừa rồi hỏi anh thì là tại làm sao mà đưa giáp tý vào đây? Tại sao đưa giáp tý vào đây? Ở đây là cung tý đúng không? Đúng rồi. Thì tại sao giáp nó nằm đây? Tại vì cái tên thiên bát quái đó là thiên nhất sanh sanh thủy. Như vậy cái cung này là cung thủy. Cung tý và cung hợi nó thuộc thủy. Giáp nó thuộc dương. Cái cung này thuộc dương, thành ra giáp tý nó nằm đây. Chúng ta đưa giáp tý vào đây được không? Được. Giáp tý, vì cái vị trí của giáp tý luôn luôn nó nằm ở cung tý, luôn luôn nó nằm ở cung tý. Giáp tý. Như vậy là giáp tý nó phải khởi ở đây nhé. Bắt buộc giáp tý nó phải khởi ở đây. Bởi vì thiên nhất sanh thủy. Tý nó thuộc thủy.
Tý Hợi thuộc thủy, mà Giáp thuộc dương, Tý thuộc dương thì Giáp Tý nó nằm một cung. Chẳng lẽ Tý nó nằm ở ở đây không đúng, phải không ạ? Hiểu chưa? Hiểu tại sao Giáp Tý nằm đây không? Hiểu chưa? Tại vì thiên nhất sinh thủy. Ok, cái đó là thiên nhiên bát quái người ta để lại cho chúng ta. Nó là chân lý luôn. Rồi bây giờ chúng ta xem. Chúng ta xem. Cái huyệt nào đầu tiên nó nằm đây? Đó mới là cái chính. Cái huyệt nào đầu tiên nó xuất hiện ở đây trong chung cứu? Huyệt gì? Đầu. Kinh đầu. Tôi hỏi huyệt gì chứ không phải hỏi kinh. Có người em huyệt tấn. Huyệt tấn của kinh nào? Chúng ta có 12 kinh, 6 kinh âm, 6 kinh dương. Tấn huyệt của kinh nào? Chúng ta phải chọn huyệt đúng, chọn huyệt tấn. Như vậy tấn huyệt của kinh nào có nằm ở Giáp Tý? Đó là vấn đề chúng ta phải tìm hiểu. Bây giờ chúng ta xem. Chúng ta xem. Quý vị còn nhớ cái bài học mà cái sự vận hành trong một ngày một đêm không? Không nhớ, giờ tôi ôn lại. Người hay quên là người sung sướng. Nào, bây giờ chúng ta xem này. Chúng ta xem nha. Trong cái phần mà dương sanh và ok, cái khí dương nào nó xuất hiện trước? Vào ban ngày. Từ giờ Tý cho đến giờ Tỵ. Cái thiếu dương sanh trước, đúng không ạ? Tôi ôn lại nha. Ở đây là dương, ở đây là âm. Từ giờ Tý cho đến giờ Tỵ ở đây là thiếu dương, phải không? Thiếu dương. Ở đây là thái dương, phải không? Phải không ạ? Nhớ rồi, nhớ bài rồi, bắt đầu nhớ rồi. Từ giờ Tý cho đến giờ Tỵ thì thiếu dương nó sanh khởi. Cái thiếu dương này, cái tượng của nó như thế nào? Có phải là trên đất ở dưới liền không? Đây là thiếu dương. Thiếu dương bắt đầu nó sanh. Cái tượng của thái dương nó là gì? Là hai ngạch dài. Rồi. Cái thiếu dương khí này nó bắt đầu sanh khởi theo kinh gì? Theo kinh âm. Dương khí nó sanh, nó đi lên theo kinh âm, phải không ạ? Phải theo kinh âm không? Kinh âm từ dưới đi lên, trời khổ quá. Dương khí nó sanh theo kinh âm. Rồi ở bên này nè, ở bên này cái phần mà âm nè, ít này à, nó là gì? Thiếu âm. Thiếu âm. Cái tượng của nó là gì? Gạch. Gạch dài ở trên, gạch đất ở dưới. Còn cái âm khí mà nó nhiều ở đây nè, nó là gì? Thái âm. Thái âm. Cái tượng của nó như thế nào? Hai cái đứt liền. Nhớ chưa? Rồi, bây giờ chúng ta xem nè, để tôi ôn lại chút xíu đó. Cái thiếu dương nó sanh theo kinh âm. Phải không ạ? Chúng ta có mấy kinh âm? Ba kinh âm. Kinh gì? Thiếu âm. Thiếu âm. Nguyệt âm. Thái âm và nguyệt âm. Đúng chưa? Đúng. Nhớ bài rồi. Chúng ta có ba cái âm. Cái âm quyết âm á, nó có tượng hay không? Không có tượng. Chúng ta bỏ. Đây là quyết âm nè, nằm giữa nè. Đúng chưa? Cái này là thái âm. Cái này là? Thiếu âm. Thiếu âm. Đúng không ạ? Đúng. Rồi, thiếu dương nó sanh theo kinh âm. Thế thì chúng ta chọn cái âm nào, cái âm thiếu âm hay là cái âm thái âm? Thiếu âm. Chúng ta phải chọn cái âm thiếu âm.
Bởi vì như nào thiếu âm, tức là âm nó ít, thái âm là âm của nó nhiều. Như vậy vào cái giờ tí, cái âm của nó ít, cái dương của nó cũng ít, chúng ta phải chọn thiếu âm. Mà chọn thiếu âm thì chúng ta chọn kinh nào? Ở đây chúng ta có kinh Thận đúng không? Và kinh gì? Kinh Tâm. Kinh Thận và kinh Tâm. Tốc thiếu âm Thận, thủ thiếu âm Tâm. Chúng ta chọn kinh nào? Chúng ta chọn kinh gì? Lộ lại bài thì khổ quá. Chúng ta chọn kinh Tâm. Tại sao chọn kinh Tâm? Bởi vì nó thuộc gì? Thuộc thở. Căn thở nằm đây nè, đây là chiều của kinh Tâm nè, khí nhiều hơn nước nè. Chúng ta không chọn kinh Thận, bởi vì sao? Bởi vì Thận nó thuộc thủy, nó nằm theo chiều đi xuống. Chúng ta không chọn thủy, chúng ta chọn theo cái chiều đi lên. Thật ra chúng ta chọn kinh Tâm, thuộc thở. Hiểu không? Hiểu chỗ này không? như vậy điều kiện ắt có và đủ để cho giáp tý khởi là huyệt hành gì? Tĩnh huyệt hành gì? Thủy. Vừa chọn thử xong rồi tĩnh huyệt hành thủy. Tĩnh huyệt hành gì? Hành thở. Tĩnh huyệt hành thở thì nó mới khởi được từ giáp tý đi lên. Đây là tĩnh huyệt đúng, mà phải tĩnh huyệt hành thở mới được. Bởi vì sao? Bởi vì cái lý của nó là đây là cái chiều của âm. Chúng ta đã chọn kinh thở lúc ban đầu, tức là chúng ta chọn kinh Tâm. Nó khởi. Quên hết bài rồi, khổ quá. Nhưng mà không sao. Quý vị đã biết tại làm sao chúng ta chọn thử. Chọn thử về tay âm. Biết tại sao chưa? Biết rồi. Chúng ta phải chọn thử về tới đây, bởi vì kinh thử nó mang đến thứ âm. Được rồi, chúng ta sẽ nhắc lại cái phần này, nhưng mà quý vị phải biết chúng ta phải chọn ở đây. Lý do tại sao phải chọn ở đây là tĩnh huyệt hành thử, cái đó nhớ chưa? Hiểu chỗ này không? Từ từ đi rồi chúng ta sẽ hiểu thêm. Rồi, chúng ta phải thông, tại vì cái bài này nó khó lắm, nhưng mà rất là quan trọng vô cùng. Thành ra ôn lại bài, lý do ôn lại bài là như vậy. Tôi nói lại nha, vào cái giờ của khí dương nó thăng, nha, thì như vậy nó thăng theo kinh âm. Nó thăng theo kinh âm thì chúng ta chọn kinh âm nào? Thiếu âm, thái âm và quyết âm. Chúng ta có 3 kinh để chọn. Chúng ta loại bỏ quyết âm bởi vì nó không có tượng. Chúng ta chọn cái âm thiếu âm và cái âm thái âm. Trong trường hợp này là chúng ta phải chọn cái âm thiếu âm, bởi vì cái âm của nó lúc này là cũng không đủ. Chúng ta phải chọn thiếu âm. Mà chúng ta chọn thiếu âm thì chúng ta có Thận và Tâm. Thận và Tâm là kinh thiếu âm. Thận thuộc thủy, Tâm thuộc thở. Thì chúng ta sẽ xét xem cái hành nào nó thuộc về vị khí. Thì chúng ta chọn để nó đi lên. Hiểu chỗ này đây đó. Rồi, chúng ta chọn cái hành Tâm thở. Mà khi chúng ta đã chọn Tâm thở thì nó là cái cơ bản để cái hành giáp tý này dụng thở. Thử nó xuất hiện ở đây. Thử bắt buộc phải xuất hiện ở đây. Thì đây là tĩnh huyệt hành thử. Quý vị xem tĩnh huyệt nào hành thử cho tôi biết. Tên của nó tên gì? Kinh Tâm đó nha. Tĩnh huyệt kinh Tâm nào thuộc hành thử? Cái gì? Kinh Thận. Tĩnh huyệt của kinh Thận hành thử. Tên của nó là huyệt gì?
Dũng Tuyền. Như vậy cái anh Giáp Tý nè là tỉnh nè, tỉnh huyệt nha, tên của nó là Dũng Tuyền nè, Dũng Tuyền nè, ở đây khởi của nó là thận nè, thần kinh bắt đầu khởi. Hiểu chuyện này chưa? Lý do tại sao mà kinh thận nó khởi không? Bởi vì nó là tấn huyệt của kinh, nó là thử huyệt bắt đầu khởi, cho nên chúng ta chọn thử huyệt, mà thử huyệt của nó là tấn của kinh thận. Thì đây cũng là thiên nhất song thủy nè, là kinh thận nè. Hiểu chuyện này chưa? Hiểu rồi nha. Rồi chúng ta đi tiếp nè. Tấn đầu tới gì? Tới Vinh. Vinh huyệt tên gì? Nhìn có. Tôi viết tắt nha, chúng ta có bài rồi. Nó đi tiếp nè. Ở đây là gì? Du huyệt. Tên gì? Thái Khê. Đây đi tiếp nè. Kinh huyệt tên gì? Kinh huyệt kinh thật nha. Phục lưu. Rồi tới gì? Hạp huyệt tên gì? Âm cốc. Quý vị hiểu đến đó, quý vị hiểu chưa? Khởi là từ kinh thật, về tấn của nó bắt đầu khởi vào cái giáp tý, qua đến ất sửu là vinh huyệt, qua đến du huyệt là bính dần. Điều này nó nói lên cái gì? Điều này nó nói lên cái là vào cái năm giáp tý, cái gì chi phối, cái hành gì chi phối? Vào cái năm Giáp Tý, cái hành gì chi phối? Hành thử chi phối. Như vậy, bệnh xảy ra vào năm Giáp Tý, chúng ta chọn bộ nào? Chúng ta chọn bộ thử. Quý vị nắm chỗ này chưa? Đây là cái điều căn bản nhất. Vào cái năm Giáp Tý là chúng ta chọn bộ thử. Lý do tại sao? Lý do là tấn huyệt của kinh thận nó vận hành, mà nó thuộc thử. Như vậy đến cái năm ất sửu, chúng ta chọn bộ nào? Vinh huyệt hành gì? Vinh huyệt của kinh thận hành gì? Hành mộc. Chúng ta chọn bộ mộc. Hiểu chỗ này không? Giáp Tý nó ăn vô cái gì, nó nằm vô cái gì, nó nằm vô năm, cả năm Giáp Tý. Có tháng Giáp Tý không? Có. Có không? Có. Có tháng Giáp Tý không? Có. Chắc không? Chắc. Có tháng Giáp Tý. Như vậy bệnh nó xảy ra trong tháng Giáp Tý, chúng ta chọn bộ gì? Bộ thử. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã tính ra được Giáp Tý nó thuộc về tấn huyệt của kinh thận, mà tấn của huyệt của kinh thận nó thuộc hành thử. Như vậy chúng ta chọn bộ thử vào cái năm Giáp Tý, tháng Giáp Tý. Có ngày Giáp Tý không? Có. Có luôn. Vào ngày Giáp Tý chúng ta chọn bộ thử. Cái giờ tôi không nói. Nhớ chưa? Đây là cái điểm căn bản nhất. Tấn vinh du kinh hợp. Rồi đến đây, đến huyệt hợp, tức là chiều vận hành của kinh hợp nó đến đây là xong.
Bây giờ tiếp theo đó là kinh gì? Kinh Tâm. Có người ra kinh Tâm. Có phải rằng là đến cái anh hợp này là đến cái anh gì? Anh Vinh, anh Vô, anh Nguyên, anh Kinh. Đến cái anh gì? Tịnh. Anh hợp này đến anh gì? Anh Tấn. Tịnh. Đúng chưa? Cái chu kỳ của nó đi là Tấn, Vinh, Vô, Kinh, hợp. Hợp rồi tới Tấn, đúng không? Bắt buộc ở đây phải là Tấn Huệ. Rồi chưa? Rồi chưa? Trong cái bảng mà tính theo cái giờ thì tôi bôi này đi nha, chúng ta xem nè. Tôi lại cái phần này nè. Giờ tí kinh Tâm nó khởi, tức là kinh gì kinh Tâm? Giờ tí, giờ Sửu kinh gì? Kinh Tâm. Dần, giờ Dần kinh gì? Tâm Bồ Lạc. Giờ Dần này ôn lại nha. Giờ Mão kinh gì? Kinh Tỳ. Giờ Mão Thìn. Giờ Thìn kinh gì? Kinh Phế. Rồi giờ Tỵ kinh Thận. Qua đến giờ Dậu Thìn Tỵ giờ Ngọ. Qua đến giờ Ngọ có phải là gì? Qua đến giờ Ngọ nha, ở đây có phải Ngọ không? Anh Tỵ qua anh Ngọ nè. Tôi đưa qua một cái khác. Qua đến giờ Ngọ là kinh gì? Kinh Dương, tức là kinh Đẩm. Như vậy ở đây là kinh Đẩm đã vận hành xong rồi thì nối tiếp nó đó là kinh gì? Kinh Dương. Kinh Dương hành gì? Hành gì? Hà. Huyệt hợp ở đây hành gì nè? Huyệt hợp âm cấp hành gì? Kim. Hành kim. Như vậy nối tiếp theo đó là tấn huyệt của kinh Dương, chúng ta chọn được rồi phải không? Tấn huyệt của kinh Dương hành gì? Hành thủy. Hành thủy. Tấn huyệt của kinh Dương hành thủy, mà tấn huyệt của kinh Dương hành thủy là kinh gì? Tên gì? Bàng Quang Kinh. Tên là Chí. Chí Âm. Nối tiếp huyệt hợp của kinh Hận là tấn huyệt, mà tấn huyệt của kinh Dương, mà kinh Dương đó cái hành của nó bắt buộc phải nối tiếp huyệt hợp của kinh Hận là kim. Nối tiếp cho nó là kim sanh thủy, cho nên nó là tấn huyệt của kinh Bàng Quang Kinh hành thủy. Hiểu chỗ này không? Hiểu cái móc này không? Chúng ta đã thấy kinh Âm nó vận hành trước, nó vận hành xong rồi nối tiếp của nó là kinh Dương. Thì như vậy ở đây là kinh Âm nó vận hành xong, đến huyệt hợp vận hành xong thì nối tiếp phải đó phải là kinh Dương, không thể là kinh Âm liên tục được. Kinh Dương huyệt hợp rồi tới huyệt tĩnh. Huyệt tĩnh của nó, cái hành của nó phải được liên tục, chứ không thể nào mà nó nhảy hành. Huyệt hợp kinh Âm là kim, kim sanh thủy. Như vậy tấn huyệt của Bàng Quang phải là thủy huyệt. Như vậy đến đây là Bàng Quang Kinh. Bàng Quang vận hành. Đến cái anh Tấn này. Đến anh cái anh kỷ Tỵ này. Là tấn huyệt của Bàng Quang nó vận hành. Rồi ở đây là Vinh. Tấn là tới Vinh. Vinh huyệt của Bàng Quang tên gì? Thông Cốc phải không? Rồi tới Du huyệt tên gì? Thúc Cốt. Rồi tới gì? Nguyên huyệt
Kinh Cốt. Rồi tới gì? Kinh Huyệt. Côn Lôn. Đến đây hiểu chưa? Bài này nó mới quan trọng mà khó, thành ra quý vị phải nắm. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, vào cái năm Tân Mùi, chúng ta chọn bộ nào chúng ta chữa, thì chúng ta thấy chúng ta tính từ bàng quang này, tính Vinh Du, du hồi của bàng quang, du hồi của bàng quang hành gì? Thủy thử mộc. Tức là chúng ta chọn bộ mộc vào cái năm Tân Mùi, tháng Tân Mùi, ngày Tân Mùi, chúng ta chọn bộ mộc. Đến đây quý vị hiểu chưa? Đến đây thôi chứ chưa đi tiếp rồi nha. Đến đây quý vị hiểu chưa? Đến đây quý vị nhìn tôi, quý vị cười. Từ từ, nhưng mà đến đây phải hiểu tại sao chúng ta chọn bàng quang chưa? Hiểu rồi. Tại sao chúng ta chọn thận chưa? Chọn rồi. Khi chúng ta chọn thận thì chúng ta khởi tấn Vinh Du Kinh Hợp. Cái điểm mấu chốt là từ hợp làm sao phải chuyển qua cái anh tấn, thì hợp của kinh âm nó nối tiếp tấn của kinh dương, nó phải nối tiếp cái hành của nó, hợp hành kim nối tiếp tấn của nó hành thủy. Đây là sự liên tục nối tiếp của kinh âm và kinh dương. Rồi chưa? Rồi, một cái điểm nữa nè. Trước khi chúng ta đi tiếp. Đây là giáp tý. Cái giáp tý này nó thuộc về hai cách. Cách thứ nhất là tại nó, tại cung tý. Tại cung tý của nó có tính chất là hành thử. Nó do tính huyệt mà sinh ra. Thử huyệt, bộ thử. Nó còn thêm một cái giá trị thứ hai. Cái giá tí này nó chi phối cho đến cái anh Quý Dậu. Đây là cái vòng 10 năm. Trong tử vi người ta nói cái hạn 10 năm đó. Như vậy là cái anh giá tí này nó chi phối 10 năm rồi. Để rồi qua một cái anh canh giáp nữa, tức là anh giáp tuất.